Chào các bạn, hôm nay tôi lại làm cái mẫu mới Phan Giang, cái mẫu dao Phan Giang. Như cái mẫu này là mẫu can ốp này, các cái lỗ này là tôi đã khoan để ta ốp gỗ vào chút đinh. Còn về cái cạnh đây thì ta tạo thêm một cái cạnh lượn như thế này. Đôi khi ta cầm cái con dao ta chặt như thế này thì cái tay nó, cái lưỡi nó sẽ không bóp vào tay, rất chỉ là dễ dùng. Về cái mẫu thiết kế này rất đẹp. Còn về cái sống thì ta làm dày như thế này thôi, nó vừa khỏe. Còn cái độ vuốt xuống cái mũi này thì ta làm vằn vát hình chữ V này là rất chỉ là đẹp. Và ta chặt cây hoặc là ta chặt xương thì nó cái độ mút nó cao, nó rất chỉ là đẹp, rất chắc chắn, rất sắc. Về cái mẫu dao này cũng cực kỳ là đẹp. Vâng, video tôi quay làm con dao Phan Giang, giới thiệu đến các bạn cái mẫu mới này. Đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.